phải hiểu rằng cái món đồ đó thật sự không phải là nó giá bao nhiêu tiền, mà quan trọng là mình có thật sự cần cái món đồ đó và cái món đồ đó có phù hợp với mình hay không. Muốn tiết kiệm thì phải có mục tiêu. Trong vòng bao nhiêu năm tới thì mình cần có một số tiền bao nhiêu. Chúng ta cần phải biết cân đối cái khoản thu với cái khoản chi ra. Và mình sẽ đầu tư ở những điều mà mình cảm thấy thật sự xứng đáng. Ví dụ như là du lịch, nghỉ dưỡng, giáo dục, chuyện ăn uống. Còn lại những nhu cầu khác thì mình nghĩ rằng là mình hoàn toàn có thể cân đối ở cái mức hợp lý nhất, đặc biệt là về nhu cầu cá nhân. Một người phụ nữ tiết kiệm thông minh là một người có hiểu biết về việc sử dụng hàng hóa, có hiểu biết về mục tiêu của cuộc đời chúng ta và có những cái kỹ năng chi tiêu phù hợp nhất.